chúng ta cùng chứng minh đẳng thức lượng giác khá thú vị. Thì cái đẳng thức lượng giác này nó được tạo ra từ cái tính chất sau. 6 là một số hoàn hảo. 6 nó có tính chất như sau. 6 bằng 1 nhân 2 nhân 3. 1, 2, 3 là các ước thật sự của 6, tức là các ước tự nhiên và nhỏ hơn 6 ha. Và 6 có thể bị diễn thành tổng các ước thực sự của nó. Đó. Như vậy số 6 là số hoàn hảo rồi. Thật ra không phải chỉ số hoàn hảo thôi mà nó phải có tính chất gì nè. 1 nhân 2 nhân 3 bằng 1 cộng 2 cộng 3. Từ đó chúng ta liên kết với tính chất của một cái đẳng thức trong tam giác ha. Cho tam giác ABC không vuông. Tức là chúng ta có A tổng ba góc của tam giác này bằng B ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ có tính chất sau. Ta có tan A cộng tan B cộng tan C bằng tan A nhân tan B nhân tan C. Rồi. Thì con số 1, số 2, số 3 có vai trò như tan A, tan B, tan C như bên dưới ha. Công việc chúng ta thì làm ngược lại. Chúng ta có tan A cộng tan B cộng tan C bằng tan A tan, nhân tan B nhân tan C với A, B, C nằm trong khoảng không của chữ thứ hai là chứng minh A cộng B cộng C bằng B. Đó là công việc của chúng ta ha. Tiếp theo mình cần để tâm đến một số tính chất của cái hàm lượng giác, cụ thể cái hàm lượng tan ha. Mà tan đi từ tập số thật vào khoảng trừ pi hai đến pi hai. Nhớ gạt tan x dương khi và chỉ khi x nằm trong khoảng 0 đến pi hai ha. Thêm nữa chúng ta có tính chất của tan tổng ha. Tan của alpha cộng beta bằng tan alpha cộng tan beta trên cho 1 trừ tan alpha nhân tan beta. Ở đây chúng ta lấy alpha beta thuộc vào khoảng 0 pi trên 2 và đồng thời alpha cộng beta khác pi trên 2. Đã, chúng ta sử dụng các tính chất 2 và 3 để chúng ta cố gắng làm cái chiều ngược lại ha. Bắt đầu giải nha. Những cái phần trên chỉ là phần phân tích bàn luận thôi. Đặt alpha bằng tan của 1, beta bằng tan 2, gamma bằng tan 3. Được ha. Thì chúng ta có được alpha, beta, gamma. Nó nằm trong khoảng 0 trên 2 nha. Được rồi. Alpha, beta, gamma thuộc khoảng 0 trên 2. Rồi, chúng ta dựa vào cái tính chất của hàm mặt tan ha. Chúng ta có tan alpha bằng 1, tan beta bằng 2 và tan gamma bằng 3. Dựa vào tính chất bên trên ha, vì 1 cộng 2 cộng 3 bằng 1 nhân 2 nhân 3 nên chúng ta có tan alpha cộng tan beta cộng tan gamma bằng tan alpha tan beta thì tan gamma. Chúng ta cúp tan alpha ra ha, chúng ta bị biến tan alpha thông qua tan beta và gamma. Mình tạm dùng ký hiệu, dùng cái dấu suy ra ha, tan alpha nhân cho
một trừ tan beta nhân tan gamma. Tan beta cộng tan gamma. Kiểm tra lại ha. Rồi. À, bị sai sai dấu ha. À, có dấu trừ. Rồi. Như vậy à, chúng ta lưu ý rằng tan alpha nhân tan gamma nó khác không ha. Ở trên nè. Tan tan beta tan nhân tan gamma khác không, ở khác một chứ, khác một. Tan beta tan gamma bằng 6 nè, tất nhiên khác một. Ta có thể chia hai vế cho một trừ cho tan alpha nhân tan gamma. Thì tan alpha bằng trừ tan beta cộng tan gamma trên cho một trừ tan beta nhân tan gamma. Dùng công thức tan tổng á, cái này thì bằng trừ tan beta cộng gamma. Rồi thì nó bằng tan của bi trừ beta trừ gamma. Thì từ đây chúng ta chú ý rằng alpha nằm trong khoảng 0 bi 2, bi trừ cho beta trừ gamma thì nằm trong khoảng 0 đến pi ha. Từ đó alpha này bi trừ beta trừ gamma thuộc khoảng 0 pi này. Nên chúng ta có được alpha phải bằng bi trừ beta trừ gamma. Hay alpha cộng beta cộng gamma bằng bi. Nhớ rằng alpha chính là tăng một, vì chúng ta có hạt tăng một cộng hạt tăng hai cộng hạt tăng ba bằng bi thôi. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong bài toán ha. Cũng không quá phức tạp. Nếu thấy cái chỗ nào chưa thật sự chặt chẽ, đầy đủ chặt chẽ, các bạn có thể đưa ra thêm các lời giải thích để chúng ta có một cái lời giải thật chặt chẽ. Các bạn có thể đưa ra cái lời giải hay hơn, ngắn gọn hơn trong cái phần bình luận ha. Rồi, tạm biệt các bạn ha.